6 nguyên tắc giúp nhà lãnh đạo Abraham Lincoln trở thành tượng đài. Tổng thống thứ 16 của Mỹ, Abraham Lincoln, được suy tôn là người giải phóng vĩ đại bởi những nguyên tắc sống của ông đã giúp rất nhiều người thành công. 1. Chuẩn bị là một quá trình quan trọng. Nếu cho tôi 6 giờ để chặt một cái cây, tôi sẽ dành 4 tiếng để mài rìu. Trước khi hành động, dành thời gian để đặt mục tiêu và lập kế hoạch. Trước khi tuyển dụng, dành thời gian để đưa ra tiêu chí về năng lực cần có của ứng viên. Hay như trước khi triển khai một chiến lược kinh doanh hoặc đơn giản là triển khai một ý tưởng, dành thời gian để xây dựng bộ máy thực thi chiến lược của bạn. 2. Hối hả để không đánh mất thời cơ. Một số điều có thể đến với những người chỉ chờ đợi, nhưng một số điều quý giá khác chỉ dành cho những người hối hả và quyết đoán. Vẫn biết chậm mà chắc thì tốt hơn nhanh nhẩu đoảng, nhưng trong một số hoàn cảnh, bạn cần phải hối hả, nhanh chóng để đến với mục tiêu của mình. Sẽ tốt hơn nếu bạn có động lực cần thiết để chạy và đưa ra quyết định thật nhanh. Theo Lincoln, những điều tốt nhất trong cuộc sống chỉ đến với những người năng động tìm kiếm. Bạn có nhìn ra sự mâu thuẫn giữa nguyên tắc 1 và nguyên tắc 2? Đúng vậy, chuẩn bị kỹ là cần thiết, nhưng đừng chờ đến khi mọi thứ hoàn hảo mới hành động bằng lớn hơn cơ hội sẽ vụt khỏi tay bạn. Vì vậy, sự kết hợp giữa nguyên tắc 1 và nguyên tắc 2, đó là chuẩn bị vừa đủ và hối hả hành động. 3. Tự tin có thể làm điều vĩ đại. Hãy nhìn vào những người đạt được thành công lớn, đó là bằng chứng cho thấy tất cả mọi người đều có thể làm được như thế. Đừng bao giờ đánh giá thấp khả năng của mình. Sự tự ti xuất phát từ bên trong bạn chính là kẻ hủy diệt đáng sợ của tài năng. Ngay cả khi trước mặt bạn là một tượng đài không có nghĩa rằng bạn sẽ trở nên nhỏ bé, bởi vì trước đây chính những tượng đài ấy cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé. Hãy tự tin, nỗ lực và thời gian sẽ giúp bạn lớn lên để làm điều vĩ đại. 4. Sống thật ý nghĩa. Cuộc sống không nằm trong số năm bạn đã sống, mà đó là những gì bạn đã làm suốt thời gian tồn tại. Lincoln là tổng thống đầu tiên bị ám sát trong nhiệm kỳ của mình, nhưng những gì mà ông đã làm có ảnh hưởng sâu sắc đến toàn bộ thế giới. Vì vậy, đừng nằm dài để năm tháng trôi đi, mà hãy cố gắng làm thật nhiều điều ý nghĩa cho bản thân và cuộc sống. Hãy biến mỗi phút giây sống và làm việc của bạn trở nên đầy màu sắc và có giá trị. 5. Nhìn vào mặt tươi sáng của vấn đề. Đừng cảm thấy tiếc vì bụi hoa hồng có gai, mà hãy vui vì trong bụi gai có hoa hồng. Có một điều rất lạ nhưng lại thường xảy ra với hầu hết mọi người, đó là khi có một chuyện không hay xảy ra, người ta chỉ mất vài giây để liệt kê đủ điều không hay, nhưng lại mất hàng giờ, thậm chí vài ngày để có thể tìm thấy một điểm sáng. Đôi khi, tình hình trở nên bi đát không phải vì bản chất thực của nó, mà vì thái độ bi quan đã khiến bạn tối tăm mặt mũi, không thể nghĩ được gì cả. Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, thở ra mỉm cười và bạn sẽ chạm tới mặt tươi sáng của mọi vấn đề. Chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu bạn thấy video hay và bổ ích, hãy ủng hộ kênh bằng cách like và đăng ký để xem thêm những video mới nhất nhé.